Cũng xin chào chị Phương Linh. Dạ. Thì hôm nay Lê Thanh cũng như khán giả có duyên gặp lại chị Phương Linh ở tại chùa này đây. Thì qua câu chuyện tâm linh vừa rồi khán giả cũng rất là thích. Thì hôm nay gặp lại chị Phương Linh là một cái xác mà mẹ Quan Âm đã chọn cho sức hồn đi tu học đó. Thì hôm nay thì gặp lại chị Phương Linh, thì chị Phương Linh có thể cho khán giả gần xa nghe một câu chuyện của chị mà sức hồn đi tu học như thế nào, một câu chuyện nào cũng được ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Phương Linh chào tên của anh Lê Thanh. Chào tất cả quý vị khán giả của những kênh khác ạ. A Di Đà Phật. Bây giờ thì chúng ta quay lại từ đầu ha. Dạ. Dạ. Ở đoạn nào thì có thể không hay thì anh. Dạ. Dạ. Phương Linh cũng có đôi dòng tâm sự của mình. Trước tiên đó là cơn dịch bệnh đang hoành hành của thế giới cũng như trong nước Việt Nam. Xin tất cả quý vị khán giả hãy cố gắng vượt lên. Dùng khẩu trang để lo cho mình cũng như giúp đỡ cho những người thân khác để hướng dẫn thêm chỉ trong cơn dịch bệnh hiện giờ. A Di Đà Phật. Chị Phương Linh có thể cho khán giả nghe một câu chuyện về tâm linh như chị sức hồn đi tu học gặp những gì ở trong phần tâm linh. Dạ. Phương Linh được nhận định của mẹ Quán Âm. Mẹ Quán Âm nói rằng hôm nay con sẽ được xuất hồn đi tới vài cảnh để con có thể thấu hiểu thêm và để biết thêm. A Di Đà Phật. Khi Phương Linh đi đến một nơi trên con đường rất là tối, thì Phương Linh thấy xương người chắc rất là nhiều và sọ người thì chồng chắc lên rất là nhiều. Phương Linh cảm thấy lúc này rất là hoảng sợ và lo lắng vô cùng. Trong lúc này thì Phương Linh niệm đến danh hiệu của mẹ Quán Âm. Thì Phương Linh niệm rằng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con đang rất là sợ, sao con lại đi đến cái chỗ xương người và sọ người nhiều đến như vậy? Thưa mẹ Quán Âm, A Di Đà Phật. Lúc này thì mẹ Quán Âm truyền âm xuống nói tiếp tục cho Phương Linh nghe rằng con hãy dùng tâm của mình, dùng lòng từ bi của bản thân con, qua nhiều ngày tháng ta hướng dẫn cho con. Con hãy nhìn cho thật kỹ, nhìn cho thật rõ nha. A Di Đà Phật. Khi Phương Linh nhìn cho thật kỹ, thật rõ trên những đống xương và đống sọ đó, thì Phương Linh biết đây là nơi giữa đất Campuchia và Việt Nam hiện giờ. Thì trong lúc này Phương Linh cảm thấy tự nhiên nỗi lòng của mình sao chua xót đến như vậy. Phương Linh nhìn kỹ nhiều hơn thì Phương Linh thấy vong hồn của những người đã khuất ở trên đống xương và đống sọ đó hiện lên, có người già, người trẻ, có nam, có nữ. Rồi tự nhiên trong lúc này có một vị đi tới nói với Phương Linh. Vị này mặc một bộ đồ rất lạ lùng mà Phương Linh chưa hề thấy ở nhân gian. Vị này tới nói với Phương Linh rằng cô là ai? Cô đến đây làm gì? Cô thấy nhiều người chết ở nơi này như vậy, cô vui lắm sao mà cô còn đứng đó? A Di Đà Phật. Trong lúc này Phương Linh cảm thấy trong lòng của mình rất là buồn. Nhưng vì sao có một vị đi ra hỏi mình mà họ lại không hiểu, họ lại hỏi một cách vô cớ như vậy? Nhưng Phương Linh lại trấn an lại mình bằng cách là nhớ lại lời của mẹ Quán Âm lúc nãy nói với Phương Linh, hãy dùng lòng từ bi của bản thân, của những ngày vừa qua mẹ Quán Âm đã dạy cho Phương Linh. Rồi Phương Linh bắt đầu dịu giọng lại và nói với vị này, dạ thưa bà, con được bề trên đưa đến đây để cho con được tu học, để cho con được hiểu thêm mà. A Di Đà Phật. Lúc này thì một bà già đó nói với Phương Linh rằng ai là bề trên của cô? Sao tụi tôi ở đây rất nhiều ngày tháng có thấy bề trên nào tới đây đâu? Tụi tôi kêu ông trời xuống cứu tụi tôi,
Nhưng mà tụi tôi vẫn không thấy ông trời. Bây giờ cô là ai? Cô đi đến chỗ này để làm gì? Cô mau khỏi nơi này. Nơi này là nơi của chúng tôi ở. Trời không có, đất cũng không có, không có ai giúp, không có ai cứu tụi tôi hết. Bây giờ cô hãy đi khỏi chỗ này đi, nếu không một chút nữa bà lão tôi đây sẽ kêu rất là nhiều người tới đây để đánh cô đó. Cô sẽ không có rời khỏi được chỗ này đâu. A-di-đà Phật. Lúc này thì Phương Linh cảm thấy hơi sợ và hơi sợ vì những đống xương và đống sọ lúc nãy không còn nữa, mà chung quanh mình gần như được bao vây hết tất cả những con người trẻ già, nam nữ đều có hết. Họ lúc này cảm thấy có một sự quán khí rất là lớn bao vây Phương Linh. Lúc này thì là lúc mẹ Quán Âm truyền âm xuống bên tai của Phương Linh. Mẹ Quán Âm mới nói: con nhớ lời ta nói, dùng lòng từ bi của con để có thể hướng dẫn cho những người đó. A-di-đà Phật. Phương Linh lúc này trấn tĩnh lại bản thân của mình và lo sợ, nhưng vẫn tin tưởng nơi cửa Phật từ bi, có mẹ Quán Âm đang độ cho mình. Phương Linh lúc này đã dùng hết năng lực của mình và niệm tiếng thiên về bản thân của mình, đó là chú Đại Bi. Phương Linh xin trích ra một đoạn trong chú Đại Bi của tiếng thiên nha quý vị khán giả. A-di-đà Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Xin sổ xin sản kinh nệ tập phan y tổ phan nệ sê thệ tô phạ kỳ nệ tô phổ y sản kỳ phổ tê chế tô phạ đô thổ kê nạ tì xì tô phổ e nệ tô phổ kỳ cờ đi sổ mà nệ ta thả đi sổ kê kha lưu thổ nê thổ đê đà đi sổ mà nờ đi sổ kà lạ tì xì ở phần kỳ sẻ. A-di-đà Phật. Sau khi Phương Linh niệm tiếng thiên của kinh chú Đại Bi mà mẹ Quán Âm đã dạy cho Phương Linh, thì Phương Linh mở mắt ra. Phương Linh lúc này thấy mình đã ngồi ở trên mây rồi. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Thì cái lúc mà Phương Linh mở mắt ra thấy mình ở trên mây là khi mà Phương Linh còn nhớ lại cái giai đoạn mà gặp những cái phần đóng xương đó là ở đâu không? Phương Linh còn nhớ không? Dạ. Đây là ranh giới giữa đất nước Việt Nam và Campuchia. Theo những gì Phương Linh được biết và sau này Phương Linh cũng đã hỏi mẹ Quán Âm rất kỹ, rất rõ. A-di-đà Phật. Dạ. Dạ. Thì cái đó là Phương Linh được mẹ Quán Thế Âm cho sức hồn đi về ở nơi đó hay là một giấc mơ của Phương Linh? Dạ, lúc này là lúc Phương Linh được xuất hồn. Phương Linh không hề nằm mơ. Dạ, A-di-đà Phật. Cái đó là để cho Phương Linh nhận biết cái phần đó hay là để thử thách nghe Phương Linh? Dạ. Phương Linh được biết được rằng mẹ Quán Âm rất là yêu thương, dùng lòng từ bi của mình để giúp đỡ con người cũng như giúp lẫn người ông, cũng cả Phương Linh nữa. Đó là bài học cho Phương Linh được một sự thử thách để đi tu học, dùng tăng của mình để giúp người, giúp đời, giúp cả phần âm. Trong từ tâm của mình, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Thì những cái phần âm đó có lẽ là từ chết oan sao? Dạ. Đây là những người chết oan rất là lâu rồi, nhưng mà dường như họ không còn tin tưởng trời Phật, không còn tin tưởng trời đất, vì họ nghĩ khi họ chết, chết oan đến như vậy mà vẫn không có bề trên đến cứu họ, nên nó có chút quán khí nơi họ. A-di-đà Phật. Rồi trong khi Phương Linh mà đọc cái chú Đại Bi đó, có quá giải gì cho những cái phần vong đó không? Dạ. Sau khi Phương Linh đọc được chú Đại Bi thì Phương Linh cảm nhận được đã đi được, nếu 10 phần thì đã đi được hết 7 phần rồi ạ. A-di-đà Phật. Đà Phật. Thì Phương Linh trở về cái lúc mà khi mà mở mắt ra thấy mình ở trên mây ha. Dạ. Cái đó là mình ở trên mây đó, mẹ Quan Thế Âm dắt mình đi hay là mình tự ở trên đó thôi? Dạ. Đây là
mẹ bề trên cho Phương Linh được phép lên trên mà Phương Linh không hề hay biết. Vì trước lúc đó mẹ Quán Âm có nói với Phương Linh: con hãy dùng lòng từ bi của bản thân con để con trợ duyên giúp đỡ cho họ. Vì Phương Linh rất tin tưởng nên mẹ Quán Âm, nên Phương Linh lúc đó cảm nhận bản thân của mình dường như không còn lo sợ nhiều nữa. Và lúc này Phương Linh đã được lên trên mây để ngồi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Đó là một cái câu chuyện mà mẹ Quan Thế Âm đã đưa cái hồn của Phương Linh đi, giống như là đi thử thách Phương Linh hay sao? Dạ, đây là giữa thử thách và cho tu học, để cho Phương Linh kiên trì và kiên định từ tâm của mình, để cho Phương Linh giảm bớt cái phần tính phàm của mình đang còn ở trong nhân gian lẫn linh hồn của mình, để cho rèn luyện từ từ bớt đi tính nóng của bản thân. A-di-đà-phật. Dạ. Nghe qua câu chuyện này, Lê Thanh cũng như khán giả cũng được tìm hiểu thêm khi mà Phương Linh được mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cho sức hồn đi thì thử thách cái tâm của mình đó. Thì khi mà trở lại thì Phương Linh cũng cảm nghĩ gì không? Trở lại sát thường. Dạ, thì lúc này là lúc Phương Linh ngồi ở trên mây. Sau khi ngồi ở trên mây rồi thì Phương Linh chưa được phép về xác đâu ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì nói chung thì mỗi lần gặp lại Phương Linh thì một câu chuyện rất là hay, rất là có ý nghĩa cho khán giả gần xa về những câu chuyện tâm linh đời thường cũng như mắt thường mình chưa có thấy được. Thì như Phương Linh là một cái duyên hoặc là một cái căn lớn gì đó, cho nên mẹ Quan Thế Âm đã chọn cho tu học sức, mỗi lần sức hồn là mỗi lần tu học đó Phương Linh. Dạ. A Di Đà Phật. Thì Lê Thanh cũng xin cảm ơn Phương Linh đã lên clip này để gửi đến khán giả gần xa một cái câu chuyện ngắn nói về sức hồn khi gặp những đống xương, những phần vong rất là nhiều đang chờ sự siêu thoát. Dạ. Phương Linh cũng chia sẻ thêm nỗi lòng của mình, đó là những việc vừa trải qua với Phương Linh chỉ trong vòng 5 năm nhưng mà nó rất là nhiều. Đối với bản thân của Phương Linh rất tin tưởng nên mẹ Quan Âm mong rằng quý vị khán giả hữu duyên nghe và đầy đủ niềm tin của mình nơi Phật Pháp và cửa từ bi của từ mẹ Quán Âm và Đức Phật từ bi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trước khi khép lại video thì Lê Thanh cũng xin thay mặt cho khán giả gần xa chúc cho chị Phương Linh lúc nào cũng bình an và may mắn, sức khỏe dồi dào để đem lại những câu chuyện mà mỗi lần chị Phương Linh xuất hồn đi tu học để cho khán giả gần xa được hiểu nhiều thêm. Xin chào chị Phương Linh cũng như chào khán giả. Dạ, Phương Linh chào tất cả quý vị khán giả. Kính chúc tất cả quý vị khán giả an tâm rồi an lòng trong cái sự việc tâm linh của riêng mọi người. A Di Đà Phật.